Hello, xin chào cô chú anh chị bạn đến bữa thịnh ngày hôm nay. Hôm nay em cập nhật hai con bò đực kem pháp của chú anh chị. Hai con đực kem pháp đang sẽ uống lực cho chú anh chị. Xương sống rất là ngon của chú anh chị ở đây. Chân móng là hoàn thiện nha, không bỏ xe, không xuống bút xuống ruột hết nha. Bò này là bao tật lỗi của chú anh chị. Đây. Hai con kem pháp nha, mặt đây. Lực dài thì khỏi nói của chú anh chị, lông dài nhuyễn mức của chú anh chị, nhầm đích nè, cô chú anh chị nhìn thấy không? Hai con bò dai đôi. Rất là tốt luôn. Đây con phía bên. Hai con bò này sao chim cua em đo khoảng 1m1 của chú chị. Hai con này 9-10 nhau nha. Hai con bò này 9-10 nhau nha. Con này được 6 tháng của chú anh chị. Đây, chân bóng nè, rất là to luôn chú anh chị, bóng sò luôn nha nè. Đầu thì đầu chuỗi lũi luôn nha của chú chị, mặt cục rất đẹp nha. Đây. Chân bóng nè. Chân bóng là hoàn thiện nha, không cỏ xe, không xuống cúm xuống ruột hết nha cô chú anh chị. Bò này là em bao thật lỗi nha. Đây. Hai con được kem pháp nha. Đích con nào lấy thì khỏi nói của chú anh chị ơi, con nào lấy đích phụ rất là dài đồ nha, lưng là lưng đôi của chú anh chị, đích nè, con nào lấy lông dài những mức của chú anh chị nè, dài nè, dài này dài đôi của chú anh chị, hai bò dài đôi hết nha, cô chú anh chị nhìn cái lưng nha, đã không? Hai con bò này cứ mức giá là 29.500 của chú anh chị, 29.500 là bao nhiêu kiếm 100 cây nha. Hai con bò này rất là tốt của chú anh chị ơi, ú mê bò lực nha, lực như Lý Đức luôn nha. Đây cái bên này, con này là cũng là con này được 7 tháng rồi nha, con được này 7 tháng rồi chú anh chị nha, cô chú anh chị nhìn đích nó nè, ù nè, dai nè, dai đôi không nha chú anh chị, hai con bò này dai đôi hết nha, lưng rất là dài là đòn của chú anh chị, xương sống rất là cao to nha nè, móng sò luôn nha, cầm thẳng này nó không có ốp xe, không xuống cúm xuống ruộng hết nha, rất là tốt luôn. Hai con bò được, con này được 7 tháng rồi nha, lông da nó cô chú anh chị nhìn thấy không, nhuyễn mức luôn nha, rất tốt. Con này 7 tháng. Hai con bò này có mức giá là 29.500 luôn chú anh chị, 29.500 là giá tại chuồng nha. Đây. Nếu cô chú anh chị nào mua lẻ ra em cũng bán lẻ luôn nha. Nếu mua lẻ ra là không có bao ship nha, mua lẻ ra không là con này là 15.500 nha cô chú anh chị, con này là 15.500 nha. Đây. Lẻ ra là con này 15.500, con này là 14.000 cô chú anh chị, rất là dài đoạn, xương sống rất là cao to nha cô chú anh chị, rất lực nha, chân móng nè rất là khéo cô chú anh chị, bò này là bao tập lỗi nha, bỏ xe nha, không xuống cúng xuống ruột hết nha, bò này nghiêm chỉnh hết nha. Đây. Hai con, nếu mua một cặp thì 29.500 là bao ship vòng 100 cây thôi chú anh chị, còn nếu mua lẻ ra là con này là 14.000 nha, con được này 14.000 nha, con này là 15.500 nha, là không có bao ship nha, mua hai con mới bao ship luôn chú anh chị. Đây. Rất là mềm bò, hai con bò này rất đều bò với chú anh chị, đít nè, dài nè, xương lưng rất là tốt luôn, tưng thẳng băng của chú anh chị, không có ảnh lưng kiều lưng gì hết nha, đít nè cô chú anh chị nhìn thấy nó phù không, dài nè, hai bò này dài đôi luôn nha cô chú anh chị, rất là tốt, lông dài rất là nhuyễn nha. Rồi đã vào cũng đã cập nhật thông tin với hình ảnh của hai con bò đực này rồi, nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua về phát triển tế thì alo em nha, số điện thoại của em để màn hình, nếu cô chú anh chị nào thích kênh của em thì cho em một like nha và một đăng ký kênh nha, để em tiếp cận được nhiều người và có những con bò đẹp để cô chú anh chị mình tham khảo và lựa chọn nha. Đến đây thì em xin kết thúc video tại đây nha. Em xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại những tiếp theo ha.